Em Hoàng Mạnh Chiến, học sinh lớp 7 tại Quảng Ninh, đã dũng cảm cứu một cụ ông 69 tuổi thoát chết trước mũi tàu hỏa. Câu chuyện khiến nhiều người cảm phục, hành động của em Chiến là tấm gương sáng về lòng dũng cảm. Nhiều người còn gọi em với những biệt danh là anh hùng, thần tượng hay cậu bé gan dạ. Lúc em buổi tối em đang đi xuống đường tàu thì em thấy đường tàu đang đi từ phía Cẩm Phả về xuống cửa ông đây, thì gặp bác bị ngã và xe đè chân thì không ra được. Gọi bác ấy dậy nhưng mà bác ấy không biết gì. Thế là lúc đấy thì tàu chạy đến cũng gần đến nơi rồi. Vừa nâng với cả kéo bác ra khỏi đường tàu vừa đúng lúc tàu đi qua. Cũng hoảng chạy ra, cháu kêu ầm bố ơi, tàu đâm chết người rồi. Mà bố lúc đấy bố chạy ra đây thì cũng mình cũng hoảng. Nếu mà không kéo được bác ra thì có thể mình cũng sẽ bị tàu cuốn theo luôn. Nhờ sự dũng cảm, hành động quyết đoán của Chiến, cụ ông chỉ bị thương nhẹ. Biết được câu chuyện này, Chủ tịch nước đã gửi thư khen tới Mạnh Chiến. Câu chuyện của em là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tuổi nhỏ nhưng các em học sinh có thể làm những việc mang ý nghĩa to lớn. Em cảm thấy mình rất là vui vì là đã cứu được bác. Đây là chỉ một hành động bình thường và khi mọi người ai gặp phải cũng đều sẽ có hành động giống như em ạ.